Bây giờ chúng ta sang chương 3. Chương 3. Chương 3 là luật quốc tế về môi trường. Vì chúng ta không có nhiều thời gian cho nên trong chương này tôi sẽ nói sơ lược thôi. Còn các cái điều ước quốc tế cụ thể còn như thế nào thì các anh chị phải về xem trong các cái điều ước quốc tế cụ thể. Thì sau khi mà các anh chị nắm được những cái quy định của pháp luật Việt Nam về môi trường rồi, xem là luật Việt Nam chúng ta quy định như thế nào, thì bây giờ chúng ta mở rộng thêm một chút nữa. Chúng ta xem, à vậy thì đối với một số vấn đề về môi trường ấy, thì luật quốc tế nó giải quyết như thế nào? Bởi vì các anh chị biết rằng là chúng ta đã nói môi trường là một thể thống nhất, đúng không? Cho nên là gì không phải một quốc gia gì, chỉ một quốc gia là có thể bảo vệ được môi trường chung. Cho nên bây giờ chúng ta phải cần thiết gì có sự chung tay của cả của cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề về môi trường. Thì trước khi chúng ta nói những cái nội dung cụ thể của luật quốc tế về môi trường thì vậy, tôi muốn các anh chị chúng ta phải nắm được khái niệm luật quốc tế về môi trường là gì, đúng không? Quá trình hình thành và phát triển cũng như nguồn của luật quốc tế về môi trường. Luật quốc tế về môi trường gì? Nó là tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý quốc tế. Các chị thấy là gì? Luật quốc tế về môi trường bao giờ cũng thế. Nó phải là tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý quốc tế. Điều chỉnh cái gì? Nó điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau và giữa các quốc gia với các chủ thể khác của luật quốc tế. Mục đích là làm gì? Ngăn chặn khắc phục, loại trừ những tác động xấu cho môi trường. Và các anh chị lưu ý rằng là gì? Môi trường mà luật quốc tế nó điều chỉnh ở đây là môi trường của mỗi quốc gia và cả những yếu tố môi trường nằm ngoài phạm vi của quyền tài phán quốc gia nữa. Các chị thấy ví dụ như đối với các vấn đề về dân cư, về lãnh thổ, về hành chính thì người ta thường chỉ điều chỉnh các vấn đề liên quan trong phạm vi chủ quyền của mỗi một quốc gia mà thôi. Riêng đối với vấn đề môi trường, bởi vì môi trường là một thể thống nhất không thể chia cắt được, cho nên ngoài việc các quốc gia cùng chung tay bảo vệ môi trường trong phạm vi của các quốc gia thành viên chẳng hạn, thì bên cạnh đó còn cần thiết phải bảo vệ môi trường chung, còn những yếu tố môi trường nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, ví dụ như biển cả, ví dụ như vũ trụ chẳng hạn, còn những yếu tố môi trường đó chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến gì? Đến môi trường của mỗi quốc gia nếu như nó không được đảm bảo. Cho nên lưu ý là đối với luật quốc tế về môi trường vậy, nó điều chỉnh cả các yếu tố môi trường nằm trong phạm vi của các quốc gia thành viên và những yếu tố môi trường nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của các quốc gia nữa ha. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần nội dung cụ thể của luật quốc tế về môi trường. Thì trong phần luật quốc tế về môi trường này, tôi giới thiệu với các anh chị một số nội dung, ví dụ như luật quốc tế về bảo vệ môi trường, về bảo vệ bầu khí quyển này, rồi luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển nè, luật quốc tế về di sản nè, vân vân, rất là nhiều ha. Để chúng ta có thời gian chúng ta sẽ tìm hiểu hết. Rồi bây giờ chúng ta đi vào nội dung của luật quốc tế về bảo vệ bầu khí quyển. Luật quốc tế về bảo vệ bầu khí quyển. Trong luật quốc tế về bảo vệ bầu khí quyển thì chúng ta có luật quốc tế về kiểm soát ô nhiễm không khí xuyên biên giới, luật quốc tế về bảo vệ tầng ozone và luật quốc tế về chống lại xu hướng khí hậu biến đổi. Đã chưa? Bởi vì vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới, vấn đề tầng ozone, vấn đề khí hậu biến đổi nó đều liên quan trực tiếp đến bầu khí quyển. Cho nên nội dung của luật quốc tế về bảo vệ bầu khí quyển vậy là chúng ta phải tìm hiểu cả ba cái nội dung này ha. Vấn đề thứ nhất là luật quốc tế về kiểm soát ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Thì vấn đề về kiểm soát ô nhiễm không khí xuyên biên giới hiện nay gì được được điều chỉnh bởi vậy rất ít điều ước quốc tế các anh chị. Hiện nay chúng ta hầu như rất ít điều ước quốc tế. Năm 1979 chúng ta có một cái điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề này là điều ước quốc tế 1979 về kiểm soát ô nhiễm không khí tầm xa ha. Các quốc gia gì cùng nhau cho ra đời cái điều ước quốc tế đấy để cùng nhau kiểm soát vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Nhưng mà điều ước năm 1979 này nó vẫn chưa mang lại hiệu quả gì cho vấn đề kiểm soát ô nhiễm không khí xuyên biên giới trên phạm vi toàn cầu hết. Thế nhưng mà hiện nay thì các quốc gia hầu như là hiện nay chưa có đưa ra được một cái điều ước quốc tế nào có hiệu quả về vấn đề kiểm soát ô nhiễm không khí xuyên biên giới này hết ha. Đó chính là cái vấn đề thực trạng. Có thời gian thì các anh chị về đọc thêm ở trong cái điều ước năm 1979 ha. Vấn đề thứ hai là về luật quốc tế về bảo vệ tầng ozone. Luật quốc tế về bảo vệ tầng ozone.
Để nói đến luật quốc tế về bảo vệ tầng ozone thì trong cái phần chương 1 gì tôi giới thiệu sơ lược với các anh chị một số cái nội dung cơ bản, ví dụ như là tầng ozone là gì, là vai trò của nó, cơ chế nào làm suy giảm tầng ozone, vân vân, những cái này nó nói rõ hết trong chương 1 rồi. À. Vấn đề chúng ta cần làm rõ ở đây là gì? Vấn đề là cần làm rõ ở đây là chúng ta xem xét những cái điều ước quốc tế cụ thể liên quan đến vấn đề về bảo vệ tầng ozone. Hiện nay khi nói đến các cái điều quốc tế về bảo vệ tầng ozone có hai cái điều ước quốc tế gì được sử dụng tương đối là hiệu quả, chính là gì? Công ước Viên năm 1985 và Nghị định thư Montreux năm 1987. Tại cái điều ước quốc tế này gì? Nó nêu rõ những cái chất ODS nào là những chất có khả năng gây suy giảm tầng ozone, và ở đấy các quốc gia cũng thỏa thuận được là gì, phải làm sao để cắt giảm các cái chất ODS này để giảm thiểu cái khả năng gây suy giảm tầng ozone ha. Và chính từ hai cái điều ước quốc tế này thì các quốc gia cũng đã cùng nhau gì phối hợp và làm cho cái hiện tượng suy giảm tầng ozone gì giảm đi ha, giảm đi. Bằng chứng là hiện nay các cái vùng nghèo ozone ở Nam Cực chẳng đã được thu hẹp lại. Đây được thu hẹp lại. Thì nội dung cụ thể thì nó rất là nhiều và các anh chị về chịu khó đọc thêm trong Công ước Viên năm 1985 và Nghị định thư Montreux năm 1987 ha. Bây giờ chúng ta nói đến luật quốc tế về chống lại xu hướng khí hậu biến đổi. Luật quốc tế về chống lại xu hướng khí hậu biến đổi. Thì liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, những nội dung cơ bản gì chúng ta cũng đã nói hết trong phần gì chương 1 rồi đúng không, ví dụ như xu hướng biến đổi như thế nào nè, cơ chế nào gây biến đổi khí hậu, hiện tượng hiệu ứng nhà kính ra làm sao, những cái khí nào thì gây biến đổi khí hậu vân vân, tôi làm rõ cho các anh chị trong phần chương 1 rồi. Thì có những cái phần nền tảng đó các anh chị chỉ cần về xem lại ở trong cái thêm trong các điều ước quốc tế thì các chị có thể nắm được những cái nội dung của luật quốc tế về chống lại xu hướng biến đổi khí hậu này. Thì hiện nay thì khi nói đến luật quốc tế về chống lại xu hướng biến đổi khí hậu á thì có rất nhiều điều ước quốc tế điều chỉnh về vấn đề này, phải chưa? Tuy nhiên gì, hiện nay cái mà đang được sử dụng nhiều nhất và được quan tâm nhất chính là Nghị định thư Kyoto năm 1997. À, chắc chắn là các anh chị đã phải nghe nghe qua Nghị định thư này rồi. À. Thế nhưng mà Nghị định thư Kyoto năm 1997 nó ra đời nó cũng chỉ giải quyết được một số vấn đề mà công ước khung về biến đổi khí hậu năm 92 còn thiếu sót, chứ nó vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề về chống lại xu hướng khí hậu biến đổi như hiện nay. Mà bằng chứng là hiện nay mặc dù chúng ta đang áp dụng Nghị định thư Kyoto năm 97 nhưng mà gì khí hậu vậy vẫn tiếp tục nóng lên. Ở các quốc gia không không tìm ra được một giải pháp nào để ngăn ngăn chặn tình trạng này hết. Được chưa? Thế vậy tôi nói sơ lược một chút xíu về Nghị định thư Kyoto năm năm 97. Về Nghị định thư Kyoto năm 97 thì nó có rất nhiều nội dung, chẳng hạn như trong đó nó cũng đã xác định được là gì? Các cái quốc gia thành viên, những quốc gia nào thì có nghĩa vụ phải phải cắt giảm, và cắt giảm tỷ lệ của các quốc gia thành viên cắt giảm là bao nhiêu ha, cũng như là điều kiện có hiệu lực của Nghị định thư Kyoto. Và bây giờ tôi nói với các anh chị một chút xíu về điều kiện có hiệu lực của Nghị định thư Kyoto. Về điều kiện có hiệu lực của Nghị định thư Kyoto thì Nghị định thư Kyoto quy định rằng là để có thể có hiệu lực, nó đòi hỏi phải có ít nhất 55 bên của công ước khung phê chuẩn. Có ít nhất 55 bên của công ước khung phê chuẩn ha. Chứ không phải là ký kết nha các anh chị. Ngoài ký kết xong mà gì, điều ước quốc tế sau khi ký kết có thể được phê chuẩn sau. Cho nên các anh chị phải lưu ý những cái này. Có ít nhất 55 bên của công ước khung phê chuẩn. Và điều kiện đó là điều kiện cần, điều kiện thứ hai là điều kiện đủ. Trong đó gì? Trong đó số lượng phát thải của các quốc gia thuộc phụ lục B phải chiếm ít nhất là 55%. Cái này các anh chị về xem lại trong Nghị định thư Kyoto năm 97 để các anh chị nắm rõ về điều kiện có hiệu lực ha. À, người ta có thể cho chúng ta một vài câu nhận định mà nếu chúng ta sơ ý thì chúng ta gì
là sẽ làm sai. Chẳng hạn như điều kiện cần là có ít nhất 55 bên của công ước khung phê chuẩn, nhưng mà người ta cho chúng ta một câu nhận định là có ít nhất 55 bên của công ước khung ký kết chẳng hạn, đúng không? Chẳng hạn như thế. Mà các chị sơ ý đi, các chị cũng để ý là các anh chị sẽ làm sai ngay, thấy chưa? Về vấn đề điều kiện có hiệu lực của Nghị định thư Kyoto á, thì chúng ta cũng không có nhiều thời gian, cho nên là các anh chị về chúng ta gì chịu khó xem thêm phần này ha. Tuy nhiên các anh chị lưu ý là hiện nay người ta hay nói nhiều đến cái vấn đề gì, cái việc vẫn tiếp tục thực hiện Nghị định thư Kyoto mà không có sự tham gia của Mỹ, bởi vì Mỹ hiện nay là một trong những quốc gia phát thải có cái lượng phát thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính tương đối là lớn, chiếm khoảng 36,1% trong tổng khối lượng phát thải của các quốc gia thuộc phụ lục B. Phụ lục B của Nghị định thư Kyoto là phụ lục quy định về các quốc gia công nghiệp. Và các anh chị lưu ý một vấn đề nữa là gì? Khi nói đến Nghị định thư Kyoto và nghĩa vụ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thì Nghị định thư Kyoto nó quy định rằng là chỉ những quốc gia công nghiệp thuộc phụ lục B mới bắt buộc phải cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà thôi. Lưu ý, không phải tất cả các quốc gia thành viên của Nghị định thư Kyoto đều có nghĩa vụ phải cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Rất nhiều trường hợp chúng ta nhầm lẫn chỗ này, chúng ta cứ nghĩ là bây giờ một quốc gia nào đấy tham gia Nghị định thư Kyoto thì có nghĩa vụ phải cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Không phải như thế. Nghị định thư Kyoto nó quy định rằng là gì, chỉ những quốc gia công nghiệp thuộc phụ lục B có nghĩa vụ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà thôi. Và phải cắt giảm bao nhiêu? Nó chỉ quy định một con số chung là cắt giảm 5% so với tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của năm 90. 5% so với tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của năm 90. 5% này là 5% so với, các anh chị phải lưu ý nhé, 5% này là tổng thể các quốc gia công nghiệp thuộc phụ lục B phải cắt giảm được 5% so với gì, tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của năm 90. Nghĩa là gì, các quốc Nghị định thư Kyoto nó có một điểm hạn chế là nó không gì, nó vẫn chưa xác định được chỉ tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho từng quốc gia công nghiệp thuộc phụ lục B vẫn chưa có, phải chưa? Cho nên chính vì thế mà các anh chị thấy hiện nay vấn đề thực hiện Nghị định thư Kyoto không mang lại hiệu quả, đúng không? Chúng ta đã thực hiện Nghị định thư Kyoto rất lâu nhưng mà đến bây giờ vậy vẫn không có một cái hiệu quả nào cho thấy là vấn đề về khí hậu biến đổi được giảm xuống, mà nó ngày càng tăng lên, số lượng khí thải gây hiệu nhà kính ngày càng nhiều trong bầu khí quyển. Và chính vì Nghị định thư Kyoto nó quy định rằng chỉ những quốc gia công nghiệp thuộc phụ lục B mới có nghĩa vụ phải cắt giảm, đã gây nên một vấn đề gì các anh chị, tranh chấp giữa một số quốc gia. Ví dụ như các anh chị thấy trước kia khi mà tham gia ký kết Nghị định thư Kyoto, khi đó Trung Quốc nó không nằm trong các quốc gia thuộc phụ lục B, không nằm trong các quốc gia phát triển, được chưa? Thế thì nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà tính về chỉ tiêu cắt giảm gì, không có tính Trung Quốc trong đó. Thế thì Mỹ bảo là bây giờ Trung Quốc hiện nay cũng là một trong những quốc gia vậy phát triển, và Trung Quốc cũng có một cái lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tương đối lớn. Đấy. Nhưng mà bây giờ cái gì? Trung Quốc không có nghĩa vụ bắt buộc phải cắt giảm. Như thế thì Mỹ nó cũng không cắt giảm, vân vân. Thế thì một số quốc gia lớn như là Nga chẳng hạn, một số quốc gia mà có cái lượng phát thải lớn thì hiện nay người ta đang gì ở hội nghị Bonn đó các anh chị, người ta đang tìm kiếm một cái giải pháp rằng là các quốc gia cùng chung tay lại mà không cần sự tham gia của Mỹ vào Nghị định thư Kyoto, thì gì, Nghị định thư Kyoto này vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên các anh chị thấy là hiện nay các cái vòng đàm phán liên quan đến vấn đề về biến đổi khí hậu gì vẫn không mang lại một cái hiệu quả nào hết. Nghị định thư Kyoto nó chỉ xác định chỉ tiêu cắt giảm từ năm 2008 đến năm 2012 mà thôi. Chỉ từ 2008 đến 2012 thôi. Sau năm 2012 thì Nghị định thư Kyoto nó không vậy, không xác định cái chỉ tiêu cắt giảm nữa. Cho nên bây giờ các quốc gia đang cùng nhau gì tìm kiếm một cái điều ước quốc tế mới, đạt được một cái thỏa thuận mới để có thể thay thế cho Nghị định thư Kyoto trong việc giải quyết vấn đề mang tính chất toàn cầu này. Ví dụ nếu các anh chị có theo dõi thì sẽ thấy rất nhiều vòng đàm phán, chẳng hạn như vòng đàm phán Doha gì, người ta đang rất quan tâm về vấn đề môi trường này. Nhưng mà vòng đàm phán Doha kết thúc rồi thì cuối cùng gì các anh chị, các quốc gia vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào về vấn đề này hết.
À, cho nên hiện nay thì vẫn đang áp dụng nghị định thư Kyoto năm 97, nhưng mà vấn đề là đến sau năm 2012 thì chúng ta không còn cái văn bản nào, không còn cái điều quốc tế nào để giải quyết cho vấn đề này, trong khi nó lại là đang là một trong những hiện tượng cần thiết phải phải giải quyết trước mắt. À, thêm một vấn đề nữa liên quan đến nghị định thư Kyoto là vấn đề về hạn ngạch cắt giảm. Thì nghị định thư Kyoto nó cho phép các quốc gia mua bán hạn ngạch cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. À, ví dụ như bây giờ gì, một quốc gia nào đấy có cái hạn ngạch phát thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhưng mà vậy không sử dụng hết thì có thể bán hạn ngạch này cho các quốc gia khác. Và người ta cho rằng cái thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính là một trong những thị trường rất lớn trên thế giới. Bởi vì sao các anh chị, nó mang lại một cái lợi ích kinh tế rất lớn. Tại vì sao mà Mỹ vậy không nhất thiết là không cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn, là bởi vì vậy, nếu như mà nó tiến hành cắt giảm thì kinh tế của nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Liên quan đến vấn đề xu hướng biến khí hậu biến đổi và nghị định thư Kyoto năm 97 thì còn rất là nhiều vấn đề về bất cập mà nghị định thư Kyoto nó vẫn chưa giải quyết được, và chúng ta hiện nay, cộng đồng quốc tế hiện nay cũng vẫn chưa giải quyết được, chưa tìm được một cái tiếng nói chung nào trong cái thỏa thuận về vấn đề chỉ tiêu cắt giảm của từng quốc gia cụ thể. Các quốc gia thì đều thấy rằng là cần thiết phải cùng nhau chống lại hiện tượng khí hậu biến đổi, nhưng mà khi đụng chạm đến vấn đề về đất kinh tế thì vậy không có bên nào nhường bên nào hết. Bên này thì cho rằng là bên kia cũng phải cắt giảm nhiều. Trung Quốc, Mỹ thì cho rằng Trung Quốc phải cắt giảm nhiều. Trung Quốc thì cho rằng là Mỹ là một trong những quốc gia phát thải nhiều nhất, cho nên Mỹ phải phát thải vậy nhiều hơn nữa, vân vân. Thì mỗi một quốc gia gì có những cái lý lẽ riêng, cho nên cuối cùng vì những lợi ích về kinh tế, đến bây giờ vẫn chưa có một thỏa thuận nào đạt được liên quan đến vấn đề chống lại xu hướng khí hậu biến đổi để điều chỉnh cho từ năm 2012 trở về sau. Bây giờ thì cụ thể là các chị về xem thêm trong nghị định thư Kyoto nó có rất nhiều ha. Bây giờ chúng ta sang một vấn đề tiếp theo là luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển. Luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển. Khi nói đến luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển á, thì người ta có hai vấn đề, một là luật quốc tế về chống ô nhiễm biển, đúng không? Hai là luật quốc tế về bảo vệ tài nguyên biển. Thì tài nguyên biển có tài nguyên sinh vật và phi sinh vật. Thì vấn đề này gì? Về luật quốc tế về chống ô nhiễm biển thì nó có cái điều ước quốc tế là Công ước về Luật Biển năm 1982. Hiện nay đang sử dụng gì? Phổ biến là Công ước Luật Biển năm 1982. Tuy nhiên vấn đề này nếu mà có thời gian thì các anh chị về xem thêm, không thì thôi ha. Rồi chúng ta còn một cái nội dung là luật quốc tế về đa dạng sinh học. Luật quốc tế về đa dạng sinh học. Trong luật quốc tế về đa dạng sinh học thì có rất nhiều văn bản, ví dụ như Công ước Washington năm 1992 về đa dạng sinh học này, rồi Công ước CITES về buôn bán các giống loài hoang dã nguy cấp, Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước, vân vân. Thì trong phần này chủ yếu là người ta đề cập nhiều nhất đến Công ước CITES về buôn bán các giống loài hoang dã nguy cấp. Công ước, các anh chị lưu ý là khi nói đến Công ước CITES á, đây chỉ là Công ước về buôn bán các giống loài hoang dã nguy cấp mà thôi ha. Về buôn bán, nó không có điều chỉnh về vấn đề khai thác. Được chưa? Tôi nói sơ lược một chút xíu về cái nội dung của Công ước CITES này. Thì trong Công ước CITES này nó chia các cái giống loài hoang dã nguy cấp ra làm ba nhóm, thì đối với nhóm 1 thì nó về nguyên tắc thì nó nghiêm cấm khai thác, xin lỗi, nghiêm cấm buôn bán qua biên giới giữa các quốc gia thành viên, nhưng mà loại trừ một số trường hợp, ví dụ như là buôn bán vì mục đích làm xiếc các anh chị, hay là một quốc gia thành viên có thể buôn bán nếu như chứng minh được rằng là mình gây nuôi hợp pháp và được tất cả các quốc gia thành viên của Công ước CITES đồng ý ha. Như vậy thì đối với nhóm 1 thì nó quản lý tương đối chặt chẽ, là gì, là nó về nguyên tắc là nó không cho phép buôn bán qua biên giới giữa các quốc gia thành viên với nhau, nhưng mà nó vẫn có những trường hợp ngoại lệ như tôi vừa trình bày với các anh chị ha. Nhóm 2 là gì? Cũng là những loài hoang dã nhưng mà nguy cấp, nhưng mức độ nguy cấp nó ít hơn. Và Công ước CITES cho phép các quốc gia thành viên buôn bán qua lại với nhau nhưng phải được quản lý rất chặt chẽ bằng cách là gì? Phải được cấp phép. Lưu ý là Công ước CITES quy định về cấp phép ở đây không chỉ là cấp phép từ quốc gia gì nhập khẩu mà cần phải có giấy phép từ cả quốc gia
xuất khẩu nữa. Nghĩa là để buôn bán các giống loài hoang dã thuộc nhóm nhóm 2 thì vậy cần phải có hai loại giấy phép từ quốc gia xuất khẩu và cả giấy phép từ quốc gia gì nhập khẩu, cả hai cái đó nữa ha. Và nhóm thứ ba là nhóm những cái loài nguy cấp mà gì không thuộc nhóm 1, nhóm 2 công bố CITES, và nhóm 3 này công bố CITES để mở, nghĩa là nó là những giống loài mà gì phụ lục của các cái quốc gia thành viên công bố CITES có quy định. Ví dụ như bây giờ gì, ví dụ như là Việt Nam chúng ta có một cái danh mục về các giống loài hoang dã nguy cấp, đúng không? À, xin lỗi, về các giống loài nguy cấp quý hiếm là Nghị định 32 đấy. Và bây giờ ví dụ như gì, có những loài nó nằm trong cái phụ lục của Nghị định 32 của mình, nhưng mà nó không nằm trong vậy phụ lục 1 của công bố CITES, cũng không nằm trong phụ lục 2 của công bố CITES, thì chắc chắn là vậy công bố CITES sẽ cho phép xếp vào nhóm nhóm thứ ba này, được chưa? Và nhóm thứ ba này khi mà muốn gì muốn buôn bán giữa các quốc gia thành viên cũng đòi hỏi phải có giấy phép xuất và nhập khẩu của quốc gia thành viên ha. Thì đấy là một số nội dung liên quan đến vấn đề về buôn bán các giống loài hoang dã nguy cấp của công bố CITES. Dạ. Thì chúng ta còn một cái nội dung nữa là vấn đề luật quốc tế về di sản, luật quốc tế về di sản. Thì các chị thấy là nói về di sản á thì quy định của luật quốc tế về di sản hiện nay của công ước Heritage, có công ước Heritage thì di sản thế giới có hai loại đúng không, là di sản phi vật thể và di sản vật thể. Nhưng mà lưu ý là công ước Heritage nó chỉ điều chỉnh đối với di sản vật thể mà thôi, nó chỉ điều chỉnh đối với di sản vật thể mà thôi, không điều chỉnh với di sản phi vật thể, lưu ý nha. Và trong công ước Heritage nó chia di sản vật thể thành hai loại là di sản tự nhiên và di sản văn hóa. Cái này nó hoàn toàn khác với cách mà pháp luật Việt Nam về di sản văn hóa tiếp cận. Đây là theo công ước Heritage và gì, theo luật quốc tế. Bây giờ tôi nói sơ với các anh chị về theo pháp luật Việt Nam để các anh chị hình dung là nó có sự khác biệt nhất định. Theo luật Việt Nam của mình vậy, hiện nay chúng ta để điều chỉnh về di sản chúng ta có cái luật di sản văn hóa. Chúng ta có luật di sản văn hóa. Mà theo đó gì, pháp luật Việt Nam chia di sản văn hóa thành hai loại, di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. À, rồi đối với di sản phi vật thể thì chúng ta không đề cập rồi, bởi vì nó không phải là yếu tố cấu thành môi trường, đúng không? Di sản văn hóa vật thể thì luật di sản văn hóa nó lại tiếp tục chia thành gì? Thành di tích lịch sử văn hóa, thành danh lam thắng cảnh, thành di vật, thành bảo vật, thành thành cổ vật, đúng không? Và các chị thấy rằng là danh lam thắng cảnh thực chất nó chính là gì, nó chính là di sản tự nhiên theo công ước hay tác cho các anh chị. Cho nên các anh chị thấy rằng là gì, một cái di sản nào đấy được công nhận là di sản văn hóa theo pháp luật Việt Nam thì chưa chắc là gì, chưa chắc nó là di sản văn hóa theo công ước Heritage. Đó. Hay là gì, hay là một di sản nào đó đã được công ước Heritage công nhận là di sản tự nhiên thì nó cũng có thể trở thành di sản văn hóa theo pháp luật Việt Nam. À, bởi vì cách tiếp cận là hoàn toàn khác nhau, chị rất dễ nhầm lẫn chỗ này. Ví dụ như bây giờ đơn cử trường hợp Vịnh Hạ Long thôi. Vịnh Hạ Long chúng ta được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng luật di sản văn hóa của Việt Nam vào thì Vịnh Hạ Long là gì các anh chị? Nó là di sản văn hóa vật thể chứ không phải là di sản tự nhiên. Pháp luật Việt Nam nó không chia thành di sản văn hóa và di sản tự nhiên, mà nó chia theo cách tiếp cận là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Cho nên cùng là một di sản, nhưng nếu như áp dụng công ước Heritage theo luật quốc tế thì tên gọi sẽ khác nhau. Nếu như áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tên gọi sẽ khác nhau ha. Chúng ta lưu ý cái này. Lấy Vịnh Hạ Long làm ví dụ là dễ dàng để các anh chị hình dung nhất. Vịnh Hạ Long theo pháp luật Việt Nam là di sản văn hóa vật thể và cụ thể nó là gì? Nó là danh lam thắng cảnh. Nhưng mà áp dụng vào công ước Heritage thì nó được gọi hẳn là di sản tự nhiên. Cho nên chẳng hạn người ta cho các chúng ta một câu nhận định là gì? Một di sản khi đã được công nhận là di sản văn hóa theo công ước Heritage thì chắc chắn sẽ là di sản văn hóa theo pháp luật Việt Nam. À, đúng hay sai các anh chị? Hay là chẳng hạn như người ta đảo ngược công nhận định này lại. Một di sản khi đã được gọi là di sản văn hóa theo pháp luật Việt Nam thì có thể trở thành di sản văn hóa theo công ước Heritage. À, hoàn toàn có thể có những cái dạng công nhận định như thế, thì các anh chị phải nắm được gì, phải nắm được cái công ước Heritage cũng như là luật di sản văn hóa thì chúng ta mới có thể giải quyết được, đúng không?
Và thực chất thì không cần phải nắm nhiều trong đấy, chỉ cần các anh chị nắm được về cái cách mà luật di sản văn hóa của chúng ta cũng như công ước Hay-Sách về di sản vật thể tiếp cận. Chỉ cần nắm được cái đấy thì các anh chị sẽ giải quyết được thôi, được chưa? Như vậy thì nếu như mà một di sản đã được công nhận là di sản văn hóa theo công ước Hay-Sách thì gì các anh chị? Thì có chắc chắn là di sản văn hóa theo pháp luật Việt Nam không? Thì chắc chắn đúng không? Bởi vì pháp luật Việt Nam chúng ta tiếp cận chỉ có một cách thôi, đâu có chia thành di sản văn hóa, di sản tự nhiên đâu. Đúng không? Chúng ta chỉ có tiếp cận theo di sản văn hóa thôi. Mọi loại chúng ta đều được, chúng ta đều gọi là di sản văn hóa hết. Ha. Hay là ngược lại gì? Nếu như một cái loại di sản nào đó mà đã được công nhận là di sản văn hóa theo pháp luật Việt Nam thì các anh chị lưu ý, nó chưa chắc là di sản văn hóa theo công ước hay tế công nhé, nó có thể là di sản tự nhiên nữa. Đấy, nói theo hai chiều là hoàn toàn khác nhau. Một câu nhận định người ta cho mình theo chiều này có thể nó đúng, nhưng người ta chỉ đảo ngược là một cái là có thể nó sai. Cho nên các anh chị phải lưu ý nội dung này. Thì nội dung chương 3 đến luật quốc tế về di sản này là hết chương 3.